Tiếp tục chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế gia tăng là 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 và giao Chính phủ tổ chức thực hiện. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng là phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, còn nhiều khó khăn, nên nếu tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ giúp các đối tượng tiêu dùng có động lực chi tiêu, tạo dư địa cho phục hồi sản xuất kinh doanh. Qua đó cũng tạo động lực cho doanh nghiệp duy trì và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ hoàn thiện tờ trình, Ủy ban Tài chính Ngân sách hoàn thiện báo cáo thẩm tra thể hiện chính kiến để gửi các đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội sẽ có công văn đề nghị các đại biểu Quốc hội cho phép không đọc tờ trình, báo cáo thẩm tra trước Quốc hội mà thảo luận tại tổ, sau đó tổng hợp và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của Quốc hội về kỳ họp. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi.